Đúng rồi, chữ O giống như hình tròn. Phải đứng như đứng tròn. Nó như thế này à? Như thế này hình tròn, như thế này nó phải bồ bồ bồ, bồ to thế này. Hình tròn đây. Đâu hình tròn đâu? Đây. Đúng rồi, hình tròn. Hình tròn giống chữ O ấy. Chữ O. Trời ơi, mày cho chị ta thẳng lên ta thẳng xuống. Không. Để đọc số đi. Đây 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 đây. Đọc số đi. Ừ. Đây là hình tròn chữ O. Bỏ cái này như đường nâu hình tròn, gọi là từ O này. Ừ, đúng nhau.